Đây là anh Phương này, ở Tham City Hà Nội này. Cách đây 1 năm là anh đã mua của shop một cái xe Cavanio City 1 và hôm nay anh đến mua thêm một con xe đạp đua này, Java Superma. Rất là đẹp, anh rất thích. Anh cầm cái xe đi, anh nhắc hẳn lên. Đấy. Quá đẹp, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Đây là anh Phương ở khu đô thị Tham City Hà Nội. Cách đây 1 năm anh đã đến với shop xe đạp thể thao vip.com để mua cho mình một chiếc xe đạp touring Cavanio City 1. Hàng ngày anh đều luyện tập từ khu đô thị Tham City sang Vinhome tầm 20-30 km. Anh trao đổi đi xe đạp rất tốt cho sức khỏe, nên anh muốn mua thêm một chiếc xe đua để xe touring cho chị đi. Và sau khi xem xét, anh quyết định chọn Java Suprema, mẫu xe đạp đua cao cấp với khung càng cọc yên bằng carbon, tay lái vành bằng hợp kim nhôm và sử dụng bộ chuyển động Shimano 105R7000 22 tốc độ của Nhật Bản, rất sang trọng và đẳng cấp. Và shop đã ghi lại một số hình ảnh của anh Phương bên người bạn đồng hành mới. Vâng, chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đạp thể thao, đến với shop mua xe đạp rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể đến trực tiếp shop xem xe và mua xe, hoặc đặt xe online trực tiếp trên web hoặc qua số điện thoại 0983315936. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.